không đặt hồi trước. Buổi sáng hôm trước chị ơi, sáng nay ba chị đã dậy từ rất là sớm, mọi người 6 giờ sáng là dậy, lấy xe ra chạy, chạy một tiếng mấy vậy đó, là 7 giờ mấy, 8 giờ về là đi siêu thị ha, đi siêu thị mua đồ ăn. Là hai mẹ con vẫn còn ngủ trên giường luôn. Bây giờ là 9 giờ mấy giờ rồi? 9 giờ 30 là mới về tới. Ba ba chị muốn gì cho chi nè? How much is that, probably? I think it's about £4.20 or something. Một cái hộp dâu tây này có chú anh chị. Dâu tây này rất là ngon không? Nhìn ngon quá, đỏ tươi nè. À, 4 đồng một ký ha, ngon quá. Right. Lots of nice things in here. You've got boys. Cái cây lau nhà là mẹ chồng kim cương. My quay vàng. Mẹ chồng kim cương cây lau nhà là có chút người. Come on, let's get all this out then. Have to make drink. I'm not going to go to Chi Chi, look. It's some little mini pizzas, look. Oh. And look. Nice. What's that? Vietnamese style pork belly. Ba chị mỗi một lần đi siêu thị là mua quá trời luôn. Kim mà đi á là Kim sẽ canh mua đủ cho một tuần ha. Kim nó lên danh sách Kim mua đủ cho một tuần. Còn ba chị là đi là mua quá trời cái gì mà xúc xích 2-3 hộp như thế đó nè. Thịt xông khói. Thịt heo. Thịt xông khói 2 hộp. Còn cái này thịt heo muối nha tôi chú chị cha mình. Rồi xúc xích 2 hộp xúc xích. Đây. 2 hộp xúc xích. Tôm. Bạn đi biết Kim thích tôm nên mua tôm cho Kim nè. Cái gì mà không mua quá trời. Xong rồi đó, xuống chi chi đâu. Má quá quá này đó. Thịt bò. Thịt bò rib eye, Kim thích ăn rib eye nha mọi người. Bò. Cầu, đùi cầu. Mới ăn đùi cầu tuần trước luôn, tuần này mua đùi cầu nữa. Hôm nay mới thích hấp lăn. Đùi cầu. Cái này là thịt nguội thôi chứ anh chị. Ăn bánh mì. Cái gì tôi bị? Đó. Cái này xúc xích raw. Cái bánh này có xúc xích ở bên trong. Cái này để ăn nhẹ hoặc là ăn bữa trưa, ăn bữa xế gì đó thôi chứ anh chị. Cái này nữa nè. Ăn nhẹ nè. Đây là một cái phần salad. Salad có nô với ức gà luộc và thịt xông khói. Đây có hai cái bánh pizza mini cho anh Phi nè, pizza mini này để ăn nhẹ hoặc là ăn ăn xế gì đó. Quá trời rồi. Ngon cái gì vậy? Bánh không phải để ăn sáng mọi người. Còn những cái bánh này nè. Đây là cái bánh potato and meat pie. Và cái bánh này bên trong có nhân thịt bò và khoai tây hết rồi chú anh chị. Để ăn trưa đó, cái này để ăn trưa, bên này người ta ăn trưa vậy thôi, không có nấu ăn. Ăn một cái bánh này là ăn trưa. Đây có 4 cái luôn nè. Tuần này là hai anh của Chi sẽ qua đây ở một tuần. Từ thứ hai đến thứ sáu. Sửa. The boys stay here from Monday to Friday. Or Saturday. Từ thứ hai đến thứ bảy cô chú anh chị. Đây cam nè. Mua cam này cho anh chị ăn nè. Cam này rất là rẻ cô chú anh chị. Cam bên đây to mà ngọt mà rẻ lắm. Cái này là cái loại quýt nè. Quýt này cũng rất là ngon luôn. Táo đây. Mâm xôi nha mọi người. Mâm xôi thì gì xôi? Đây là mâm xôi với dâu tây nữa. Cái này ở bên trong là có cái bánh quy, thịt nguội với lại phô mai. Đây nè. You're gonna put these in the freezer? Yes. Ở đây cho mấy bé ăn nhẹ đó, ăn nhẹ buổi trưa. Down the bottom bit. Yeah. Down here, right? Bánh mì với cái này cũng đồ ăn sáng. Bánh mì có chút là trong này là anh hai chia rất là thích ăn cái loại bánh này. Cái này là sữa nè,
Sữa trái cây chăm chi là nó chấm vịt nó. Cái gì cũng chăm chi hết trơn mà anh chi á, nhiều khi không có ăn hết. Để rồi hết hết hạn luôn. Mới sáng không uống cái đó con ăn, mới sáng không uống cái đó, nó chua lắm. Đây để bên đây, pizza. Hai cái bánh pizza. Ở nhà kia là hai anh của Chi là hai đứa ăn hai loại pizza. Anh hai là ăn cái chi ha. Anh ba là thích ăn cái này, pepperoni. Ba hũ khoai tây chiên. Với lại mấy cái bịch chip lúc nãy nữa. Trứng, 12 cái trứng. Mua quá trời luôn. Tuần này cũng có hai anh của Chi đến ha. Đây là phô mai que chăm chi hết cô chú anh chị. Nó chăm chi dữ lắm luôn mà những khi Chi lười ăn đó, phải nhắc hoài luôn mới ăn. Vậy mà không có bự nha, mới vừa sụt xí, bữa có cô nói là em Chi hôm nay nhìn ốm hơn là đúng là em Chi sau cái chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ về là em Chi ốm 1 kg mấy đó cô chú anh chị. Hôm nay nhìn có cao lên nhưng mà ốm nữa nên nhìn giống như cái que tăm vậy đó. Chuối nè, chuối và xoài, có hai trái xoài. Đó, ảnh đi siêu thị là cái gì mà Kim thích ăn là ảnh đều mua hết. You want me to put that in the freezer or in the fridge, babe? Okay. Yes. In the freezer, not in now. And put this in the fridge. Oh, no. Yeah? Yeah. Coi bao nhiêu tiền hả? Ủa cái deal này không phải hôm nay này tôi cũ, cái deal hôm nay đâu không biết. How much today hả? 163 bảng Anh một tuần cho 5 người. Mà 5 người nhưng mà 5 ngày không phải ăn cái gì hết. Rồi đi ra ngoài ăn đó cô chú anh chị à. Có tóm một thùng bia hả mọi người. Mua gì mua không quên bia ha. Nó lên 1 tí. Dạ, một thùng bia với lại một chai nước xả đồ. Đi bỏ. Đây. Well, the apples to go in the fridge as well. Yeah. You're there. You do. Yeah. Let me do that. You want to put all of that away, do you? Hello, Chi. Chào con bà câu chị. Hello cô chú anh chị ơi. Bây giờ cả nhà Kim đi xuống Manchester hết mọi người, đi xuống siêu thị Việt Nam để mua đồ ăn cô chú anh chị. Kim mua một ít gia vị, nước mắm gì đó nhà Kim hết trơn rồi. Bây giờ phải đi mua về để dành nấu ăn cô chú ơi. Vậy chi? Kim có làm cái hộp trái cây chăm chi nè. Đây. Chăm chi lên xe ngồi ăn táo với quýt với lại dâu tây. Có cảm ơn mẹ không? Cảm ơn mẹ ơi. Mời chú ăn đi. Ngon không? Ăn ngậm cái miệng lên cái gì mà chép chẹp dữ vậy trời. Hả? Gái thì ăn chụp chụp chẹp vậy. Kim đã đến món quán Việt Nam này cô chú anh chị. Sẽ ăn phở nha mọi người. Phở nè.
Đây có nhà cái nhà hàng. Ơi chị. Dạ. Yeah, con phở gọi cô. Con phở này của chú anh chị, nó bự hơn cái mặt của chú anh chị luôn. Rất là to á mọi người. Con phở 11 đồng của chú anh chị, 330 nghìn. Ngon chị. Thơm quá. Thank you. Rồi, mình lấy cái tôm múc cho chị nha. Để anh ngồi xuống. Ở đây hôm nay có bán mít này cô chú anh chị. Có trái mít rất là to. Nên là có nhãn, cóc, măng cục, ổi, sầu riêng, táo xanh nữa ha. Chanh nè, rau muống nè mọi người. Rau muống, tí tô, với cái này là rau. Cái này gọi là rau gì chứ quên mất tiêu rồi. Có cà nữa nè. Xả. Bí, cái bí rất là to luôn. Rau cần. Lá lốt, rất là nhiều lá lốt cho chú anh chị. Măng nè. Hôm nay bán gia vị đồ Việt Nam rất là nhiều hả cô chú anh chị. Cà phê. Trời ơi trời, nguyên cái tảng sườn. Mà không có bao gì hết trơn, để trong tủ luôn. Không có bao bọc gì hết trơn, để trong tủ đông luôn nè. Quá trời quá đất. Như đây Kim không có mua đồ đông lạnh, Kim mua đồ tươi thôi. À, đây có khoai mỡ nấu canh nè. Đây cô chú anh chị, mình nhìn nó hơi cũ cũ ha. Hơi héo héo rồi, cũ quá. Có trái vải nữa nè. Vải rất là ngon, thùng vải luôn. Có mít chả sẵn nữa. Xin nè cô chú anh chị. Sầu riêng trái cũng thon thon, có trái nứt rồi nè. Mía, quá trời mía luôn. Mía đây, một đống mía đây nè mọi người. Đây là chả giò, cái mía chắc là chả giò hay là bánh tét, bánh chưng vậy ta. Nó rất là mềm. Có quả na nữa nè. Na rất là to luôn. Ở đây kia thấy là có xe nước mía. Đây là mía nhiều, hình như là có xe nước mía hả chị? Vâng ạ. Đây là cái cửa hàng bán đồ hải sản hả cô chú anh chị. Đồ hải sản này của Trung Quốc mọi người, chứ không phải của Việt Nam. Trong đây em thấy cũng có bán một ít rau đó nè, bí đỏ với lại bầu. Củ cải trắng rất là to luôn. Tỏi, gừng, khoai sọ. Này có bao tử heo nè cô chú anh chị. Bao tử heo. Cá, có nhiều loại cá ha. Ơ, có giống cá chỉ vàng kìa. Cá chỉ vàng, cá chim nữa. Cá nục nè. Con cá đỏ nè, kia không biết là con cá gì. Ôi, có cá lóc nữa nè. Lần đầu tiên em thấy có cá lóc ở đây luôn á. Cô chú chị có con cá lóc nè. Trước giờ kia không thấy ở đây bán cá lóc mà bây giờ bán cá lóc. Cá này to quá chừng, cá này cái gì mà to quá chừng. Đây cá nục nè. Mấy con mực này rất là to luôn. Mực to ghê chưa. Tôm với đầu cá hồi, tôm ở đây hơi nhỏ ha, 13 đồng một ký, thường thường tôm to là 15 đồng. Trời ơi mấy cái con bạch tuộc này của chú chị. Bạch tuộc rất là bự luôn, quá trời bự con bạch tuộc. Đây có mấy nghêu sò ốc. Ở đây giống con ốc đắng quá à. Này nghêu sò ghẹ nè, con hào quá trời bự luôn. Hào rất là to nè. Ở phía bên đây coi. Cua này to lắm cô chú anh chị, cua quá trời to luôn. Là tôm hùm. Tôm hùm này có 26 đồng 50 một ký thôi cô chú anh chị. 26 đồng 50 một ký. Mà con này chắc nhiều ký lắm á. Mấy con cua này rất là to thôi. Con cua này có 7 đồng 50 một ký thôi. Đây nè, nhiều lắm. Cua đá này là giống mấy cua đá, cua lông gì đó. Ở trong đây có mấy con lươn. Lươn là bự hết nghe chưa? Bự quá trời bự.
Rồi. Ghẹ là 28.50 con ghẹ, nó mắc hơn là con tôm nữa. Hả? Kim sẽ mua hai con ghẹ. Kim một con, chị một con. Tony là không ăn rồi đó. Trong cái tủ này cũng có đồ đông lạnh nè cô chú anh chị. Có mấy cái ruột của con ốc, con nghêu gì đó. Con sò điệp. Đây nè. Ta có bán cái loại thanh này giống thanh long á, thanh long vàng. Có nấm kim châm ha, rau muống nữa nè. Có cái cải làm dưa nè cô chú anh chị. Xoài. Ôi trời ơi, cái thanh long này quá trời to luôn. Nhãn. Ở đây có bán bắp khía nữa nè. Bắp khía với bắp cải. Bắp cải này bự quá. Bắp cải một mình Kim ăn mà mua bự quá là sẽ ăn không hết. Đây có củ sen nè cô chú anh chị. Có hẹ nữa, Kim sẽ lấy một bó hẹ. Hả? Get me that fish please. That fish. Kim sẽ lấy con cá chỉ vàng rồi nè. Yeah. Half. Yeah. Cá chỉ vàng đó, tại vì Kim nhớ hồi ở nhà đó mẹ Kim hay mua. Mà do con cá này nè, nó rẻ mọi người. Mẹ hay mua về chiên giòn cái làm nước mắm chua ngọt á. Ăn ngon lắm, bây giờ Kim muốn ăn lại. And can I have one of these ones? Yeah, the right ones. On the right side. Yeah, yeah, that's one. Okay, only one, thank you. Yeah. Two of swimming crab, please. Yeah. Come on, you can have a look at the close up now, babe. Look. Hey, look at that, yeah. No, thank you. Chị sợ hả? Chúc chị có ăn không? Ngon lắm con à, ăn cho nó. You get more taller when you eat that. Sao rồi? Không thích ăn thì thôi. Nhưng mà chúc mày làm chín ngon lắm. Đâu? À, that's it. Kẹo ha, bánh ha, trái cây gì đó xong rồi đốt nhang. Pray to have the good business, lucky, bring you lucky. Chị sợ ăn cua hả? Chị nói mẹ ơi đừng có mua con cua mà quay. Tại sao? Chị không thích hả? Chị thương hả? Chị sợ nó chết hả gì? Chị sợ ổn sao đây? Ok. À, chị nó sợ nó không đi gần mẹ luôn nè. Chị scared of the crab. Chị nó sợ mà nó không cho mẹ đi gần nó luôn, thấy dễ sợ không? Đây nè cô chú anh chị, hôm nay Kim mua được hai trái ổi này. Ổi này là 2.50 một trái, là khoảng 75.000 một trái ha cô chú anh chị. Trái ổi nhỏ thôi chứ không lớn ha. Cốc nè, một bịch cốc 1 kg, cái này cốc Thái này cô chú anh chị, ta nhập từ Thái qua nè. 1 kg là 15 đồng, khoảng 450.000 đó. Cái rau Kim có mướp với hẹ, Kim sẽ nấu canh mướp với hẹ. Đây, tiếp tô. Là cái rau này là rau gì Kim quên mất tiêu rồi. Cải ngọt với lại rau muống. Kim kiếm cải bè xanh mà hôm nay không có cải bè xanh ha. Này Kim có kẹo chuối nè. Kẹo chuối này ngày xưa mỗi lần Tết á, ở dưới quê nhà Kim hay làm lắm, ở nhà tự làm đó mọi người. Để Kim coi này, cái này ở đâu đây? Quận 7 Hồ Chí Minh, Sài Gòn này. Chao bông mai, Kim rất là mê chao bông mai luôn. Cái này muối tôm nè, cà pháo, dưa món nè mọi người. Với cái này là củ kiệu, nước tương, nước mắm, mắm nêm và một giỏ mì gói. Kim không có mua thùng nữa, tại vì Kim chọn nhiều loại đó, có mua lần nguyên thùng mà nhiều loại, mỗi một loại 5-6 gói vậy đó, nó đủ loại hết. Mì hảo hảo, mì omachi, mì cũng có cho mọi người. Thank you.
Nhà Kim thường dùng cái chai này hết cô chú anh chị để lau dọn nhà bếp nè, lau bàn, lau bếp gì đó. Thế diệt 99,9% vi khuẩn đó mọi người. Tại vì hôm nay bếp cùng rửa cá tôm đó, cho nên Kim sẽ lau cái này nó sạch. Mình có niềm tin vào diệt vi khuẩn. Với lại nó khử mùi hôi, mùi tanh đó cô chú anh chị.
mời cô chú anh chị nha. Chị chấm với cái nước sốt đó ngon lắm đó chị à. Chị biết không? Ba chị không ăn. Ba chị một chút nữa nướng thịt gà ăn lắm mọi người. Ba chị không ăn cá với cái ghẹ này, ba chị không ăn. Dưa lên rồi chưa? Không làm gì vậy? Con thử miếng rau này chi. Rau này mẹ làm ngon lắm. Thử một chút xíu thôi. Mốt về Việt Nam mới ăn được chứ. Con muốn xào tỏi nó thơm ngon dữ lắm chứ à. Cái món này xào, Kim xào có lửa lớn lắm, nó giòn thôi chứ không chị. Mà cũng lâu rồi Kim không ăn, muốn xào tỏi á. Cá chiên, rau sống, rau muống xào tỏi, chấm nước mắm chua ngọt. Y như là đang ngồi mâm cơm ở Bến Tre vậy đó. Lâu rồi tôi mới ăn với anh chị. Rau sống nè, nước cá, hẹ nè, ngồi rí, rau răm, tí tô, đó. Miếng dưa leo nữa ha, kẹp một miếng cá vô, chấm nước mắm chua ngọt thôi mọi người. Xin mời cô chú anh chị nha. No, I'm fine. Peace out. I do it for you. No, no, I'm fine. Just a little bit. No, no, I don't want any. Can I try it? No, okay. No, I don't want any. Try it. Look. Get this one. This one. No. I'm okay. I just want to. I know you're okay, but come here. I'll show you. You just have this then. Now look. Yeah, it's only this one then. No, I don't want any. Try it. I don't want any, babe. I don't want any. You never take that for an answer, do you? No. Well, I know it's so soul-destroying, babe. Come here. I don't want to eat any. I'm not going to enjoy it. I want to eat it. It's good. Oh, it's salty. Salty? Because it's in the sea? No, babe. I'm sorry. What's the difference? Do
You want to try now? No, I'm feeling it fully. You like sausage anyway? Let's eat dinner. Let's get the dinner. Before you just get the water on my nose now. Is it? Oh, sorry. Okay. Look at the nose. Huh? Is that what it's for? Huh? Is that what it's for? The sharp bit. Yeah. This is just for that. The graph. What's it out for? Come here. Được rồi, ngon. Thích mà đúng không? Sao chơi mấy ngon khi lại sao chơi phải không? Thích lại sao chơi phải không? Thì lại được sao chơi. Không có sao chơi. Mà nào. Chị nó rất là lịch sự, nó khen ngon nhưng mà ăn một miếng là thôi đó. Chứ không dễ không ăn được. Nha. Are you a little crab food, you? Mm. Yeah. And seafood. Yeah. Are you a little milkshake? Mm. Where are they? A clam. Sau một hồi lọ mọ lọ cua cũng lọc ghẹ cũng được bao nhiêu đây này cô chú anh chị, chắc khoảng một chén nhỏ. Chi nó không ăn thì ngày mai Kim sẽ làm miếng xào cua cho anh Chi hả cô chú anh chị. Đây bởi vậy Kim không, Kim làm biếng ăn cua ghẹ là vậy đó, rất là cực mọi người. Nhưng mà thôi kệ, đem về cho lọc cho anh Chi ăn. Ngày mai Kim sẽ xào làm miếng xào cua cho anh Chi ăn. Chào bà cô chú ơi. Chào phần bà cô chú. Nay hai mẹ con em Chi Chi đi shopping đó mọi người. Cho hôm nay nó mua được cái gì nè. Đâu cái muối thì để cho bà cô chú xem nè. Để từ 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 để cho bà cô chú xem. Chi mua được một cuốn sách đó cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Sách này ở bên trong đây có một cái cây này nè. Mình cải cái này ra đó là ở dưới nó có màu rồi. Rất là đẹp. Trong này còn gì nữa nè, anh Chi bữa nay á. À, Kim hứa là đi theo ngoan sẽ mua cho hai món quà, cuối cùng là mua 4-5 món quà luôn hả Chi. Đây đi mẹ, cái cuốn sách cái này là cái màu tôm nó phát sáng đó cô chú anh chị, màu neon đó, nó phát sáng vào buổi tối đó, gần tới Halloween đó mọi người. Đây nhiều màu lắm. Cái này là bath bomb, là mấy cái cục để vô trong bồn tắm cô chú anh chị. Đó là dẫn anh Chi đi tốn tiền quá tiền luôn à. Mấy gì hả? Rồi đó, đó là của Chi hết đó, mỗi ngày giờ của mẹ nè. Đây, của mẹ Chi. Để xem hôm nay mẹ Chi có cái gì đây. Hôm nay là đi mua đồ sinh nhật, tặng sinh nhật cái chị hàng xóm đó cô chú anh chị. Chị đó 47 tuổi. À, 47 tuổi đúng rồi. Cái thiệp sinh nhật là em Chi lựa ha. Cái mua cái giỏ này luôn nè. Mua cái giỏ đồng vải này 90 ngàn ha cô chú anh chị. Cái giỏ này Kim đựng quà đem đi tặng luôn. Có mấy con nào nữa. Trong đây có giá tiền, mở giá tiền ra mọi người. Kim mua cái này là giống như cái chai mà có cái que đó, không biết gọi là cái gì ta, mà cho nó có thân, mình để trong phòng á cô chú anh chị, nó có mấy cái que bằng tre đó, nó có cái nước này nè, nước thơm đó, để trong phòng nó sẽ thơm á mọi người, mà cái mùi này rất là thơm luôn. White berry cedarwood nè. Và Kim mua thêm một cái lọ đàn cày cùng mùi luôn, rất là thơm chú anh chị, thơm rất là dễ chịu luôn. Hai cái này cùng
cùng cái mùi hết mọi người, cùng nhãn hiệu cùng mùi. Và đây là cái hai con chim. Con chim này bằng sứ đó cô chú anh chị, rất là dễ thương luôn. Con chim mẹ, con chim con, tại vì cái chị này là chỉ là mẹ đơn thân thôi cô chú anh chị. Có một cái bé gái bằng tuổi Chi luôn, là sinh sai con Chi mấy tuần á. 5 tuổi luôn, sinh sai con Chi mấy tuần, còn chuẩn bị sinh nhật 6 tuổi nè. Có hai con chim, chim mẹ, chim con rất là dễ thương, cho nên là Chi mua luôn, mua thẳng hai mẹ con đó. Là cái quà sinh nhật là ba cái này ha. Tối nay Kim sẽ đi ăn tối với chị, ăn tối đặt cái nhà hàng ở trong cái ở gần đây thôi, local hả mọi người, local food. Đi với cái chị hàng xóm, cái mẹ của chị với lại một cái người, một cái cô nữa nó, thì Kim tặng quà Kim để trong đây luôn, để trong cái giỏ này sắp đến tặng chị luôn. Kim sẽ viết cái thiệp sinh nhật, viết cái thiệp sinh nhật xong rồi để cho trong đây cho chị một chút xíu, mình giao viết thiệp sinh nhật ha. Sắp mùa hè, sắp cho tới mùa cuối hè, cho tới mùa thu rồi. Bây giờ người ta bán nhiều cái đồ cho mùa thu với lại Halloween lắm chú anh chị. Cái này là mình để đốt đèn cày nè, giống như hình chiếc lá ha, cái chiếc lá phong á, để đèn cày vô đây. Đó. Cái hộp này là Kim mua, Kim đựng pin nè. Pin á, Tony để tùm lum hết trơn nè, cho nên là Kim mua cái này đựng pin, để gọn cho nó của chú anh chị. Kim mua này để gói quà sinh nhật cho bạn Chi. Còn nữa, cái này cũng đốt đèn cày luôn mọi người. Đốt đèn cày ở bên cô chú anh chị. Chào công bà công chú. Để lấy một sân wish. Đốt đèn cày bên đây xong nhìn qua những cái kia này rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Mà cái màu xanh xanh này nữa, màu xanh xanh này Kim rất là thích. My little puppets. Are you gonna mess up my kitchen? No. Cái đôi dép để lau nhà mọi người. Really? To clean the floor with? Yeah. So you walk around like that? Yeah. Oh my god, that's some... Để lau cái nhà bếp nè. Must be made in China. Alright, so you only went to buy some things for Janine and you've come back with a bag full of stuff. Yeah. How much of all this cost me? Daddy, when you just put this on it, you always end up buying things that we Daddy, don't need. You try, Daddy. Cái hộp này rất là đẹp luôn. Cái hộp có những ngôi nhà nó kia rất là mê. Cái này cái hộp cuối cùng là last one, honey. Last this is why I didn't want a joint account. Last one I saw, but I didn't buy it this time. But the last one, they got the house as well. Didn't I tell you something? Nobody's buying it. I'm gonna give it here and look nice. Oh, cái này hết Kim sẽ đựng đồ ở đây. Kim để trong góc này nè. Này đựng trái cây cũng được, thôi đựng cái gì đâu. I've got nothing to say. Daddy, this is for you. I've got nothing to say. Daddy, this is for you. Honey, I'm all you did. You say you want this, isn't it? I don't want. Cái này để khi mà luộc rau á, vớt rau ra nè mọi người. Này cái cán bằng gỗ nè. Đây. Cái mối này Kim đựng cái đầu neo nè. Cái bịch kẹo. Chớp. Right, don't forget, at 6:15 we'll leave it here. Cái này là cái đầu bấm giấy cho anh Chi. You hear me? Yeah. Right, so don't be late. Cái kính. Để tẩy quần áo trắng đó mọi người. Áo của Tony có mấy cái áo mà cái túi áo á bị dính mực á, mua cái gì để tẩy đồ trắng cho. Để kẹp giấy cho anh Chi nè, hoặc là kẹp mấy cái gói snack bịch đồ ăn cũng được. Đây vẫn còn một cái hộp đồ chơi của anh Chi nè. Mà ba thấy này, thế nào ba cũng like đi cho ba nè, hộp cát nè. Hết rồi mọi người, như đó đó. Hấp cái này điện đời đi. Xong rồi đó cô chú anh chị, giờ Kim dọn dẹp. Xong rồi cái làm đồ ăn tối cho Chi trước khi mà Kim đi ra ngoài ha. Có một mình Kim đi thôi. Chỉ những chị em phụ nữ thôi, hôm nay ba Chi sẽ chở Kim với cái chị hàng xóm đến đó.